Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Có một bạn trẻ nhắn tin hỏi rằng: Thầy ơi, nhà em vừa có người mất, thầy có tụng kinh cầu siêu không? Em hỏi rất nhiều nơi nhưng không ai nhận. Vì lý do nào đó không thỉnh được thầy đến nhà tụng niệm, hoặc do tình hình giãn cách khiến cả nhà bất an. Các bạn đừng quá lo lắng, nếu dành chút thời gian tìm hiểu và có thể thực hiện theo điều kiện có thể. Cầu siêu và siêu thoát là gì? Tự cầu siêu tại nhà được hay không? Cầu siêu cho người đã mất có ứng nghiệm hay không? Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ chủ đề này. Năng lực tu tập hạn hẹp, có điều chi sơ xuất, mong các vị mở lòng thông cảm. Các bạn có thể tự tụng kinh tại nhà cho người đã mất giúp họ siêu thoát. Tụng kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vu Lan hoặc là kinh A Di Đà. Những kinh này được Phật tử tụng niệm giúp hóa độ và cầu siêu. Vậy có thật là tụng các loại kinh này giúp người mất siêu thoát hay không? Không, thậm chí không cần kinh chú nào cả. Nếu bạn hiểu ý nghĩa của việc cầu siêu và siêu thoát, tự bạn có thể hồi hướng cho thân nhân của mình sớm siêu thoát về cõi lành. Mỗi ngày Khải Toàn nguyện cho chúng sanh an lành, nguyện cho gia chủ, những người thân quen, những người còn tại thế được tâm thân an. Nguyện cho người người có tâm hướng thiện, đại dịch sớm qua đi. Nguyện cho những vong linh đã mất mau siêu thoát về cõi lành. Nếu ngày ngày bạn phát nguyện giúp cho tâm của bạn được an lạc. Bạn nên biết mời thầy đến cầu siêu, trong 7 phần người mất chỉ được hưởng 1 phần, 6 phần kia cho người tại thế hưởng, cho những người trong gia đạo hưởng là chính. Những lời kinh thấm nhuần đạo lý làm người giúp cho người sống tỉnh thức. Ví dụ trong kinh A Di Đà có câu: Thề trọn đời giữ đạo. Tự khắc người nghe nếu khai ngộ sẽ hiểu được làm người phải giữ đạo. Đạo làm con cái hiếu thuận, đạo làm cha mẹ, đạo sống thiện lành là không tà dâm, không trộm cắp. Người đã mất tuy mất về hình tướng nhưng họ còn mãi trong tâm của ta, trong máu mủ của những người thân còn lại. Đừng vì quá đau buồn mà gia đạo bất hòa, mỗi người mỗi ý. Khi gia đạo có người mất, bạn có thể cùng thầy tụng niệm. Nếu không thỉnh được thầy đến, bạn phải bình tâm. Lên YouTube tìm một trong những bài kinh trên, ví dụ kinh A Di Đà, tìm bản Hán Việt phổ nhạc có lời, mở lên có thể in ra giấy hoặc viết tay ra bài kinh để cùng tụng niệm. Quan trọng nhất vẫn là tâm thái của bạn. Bài kinh câu chú chỉ là hình tướng. Khi bạn hiểu rằng tụng niệm dành cho người sống hưởng 6 phần, người mất chỉ được hưởng 1 phần, sự chí tâm là nhất nhất. Tự trong tâm bạn có thể khấn nguyện trong đầu hoặc phát ra lời. Tâm hướng về người thân đã mất và khấn nguyện, ví dụ là: Bà ơi, bà sống trên cõi dương này đã mấy mươi năm, đã làm tròn bổn phận của bà. Nay bà lìa thân tứ đại này về với thế giới bên kia, chúng con cầu mong bà buông bỏ nỗi oán hận cũ và buông bỏ thân tạm này, để linh hồn thanh tịnh về cõi lành. Chúng con nguyện cho linh hồn của bà sớm siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Văn tự bất không. Nói như thế nào, khấn ra sao là do tâm của bạn, do tình cảm của bạn dành cho người đã mất. Không có đúng sai trong việc khấn niệm trì chú. Sắc tức thì không, không tức thị sắc. Sắc là hình tướng là giả tạm. Đã là hình tướng có sự chuyển hóa, gạo nấu thành cơm, qua bao tử hoặc để ô thiêu sẽ thành thứ khác. Vì vậy đúng sai do tuệ nhãn của người đón nhận. Giả dụ ở Việt Nam, khi người thân mất muốn làm lễ tại gia, nhà hoàng sẽ làm lễ tẩn niệm, nhờ thầy xem để bao nhiêu ngày ở nhà cho bạn bè đến thắp hương trước khi hỏa táng hoặc thổ táng. Nhưng ở nước ngoài, luật pháp không cho phép đặt linh cữu ở nhà riêng. Tùy theo tôn giáo của người qua đời đều phải thực hiện tại nhà hoàng. Ở Việt Nam có tục lệ thờ ông bà tại gia để giúp con cháu tưởng nhớ, mỗi ngày giỗ là gia đình sum vầy, nhưng ở nước ngoài không có những tục lệ này. Thế thì cái đúng cái sai của việc cầu siêu nói chung hay vạn pháp nói riêng đều do văn hóa mỗi nơi đặt ra. Bạn tự cầu siêu thành tâm là chính, dù chỉ tụng niệm duy nhất một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng có thể ứng nghiệm. Khi người thân mất đi do dịch bệnh hay do lý do gì khác không thể mời thầy đến nhà tụng niệm, sẽ có nhiều người trong nhà bất an. Có thể có nhiều ý kiến của cô dì chú bác cho rằng phải mời được thầy đến nhà mới có thể siêu thoát cho người quá cố.
người nhà không thể tự cầu siêu được. Xin thưa với chư vị, như Khải Toàn trình bày, nghi thức cầu siêu cho người mất hưởng một, sáu phần kia là cho người sống hưởng là chính. Người đã mất, họ sống như thế nào trong đời quá khứ, tâm ý của họ như thế nào trước kia, họ đã tạo tác nghiệp lành hay nghiệp thiện đều có định số. Nếu trong đời quá khứ, người còn sống tham sân si mạn quá độ, khó lòng về cõi lành. Ngược lại, trong đời quá khứ, họ tạo nghiệp thiện, sống thanh tịnh, tự khắc họ sẽ sớm siêu thoát và về cõi lành. Ví như một cái cây to, sinh thời nó nghiêng về bên nào, khi ngã sẽ nghiêng về bên ấy. Không thể nào một người trong đời quá khứ nghiêng về bên thiện mà mất đi họ lại về cõi ác được. Người còn tại thế cầu siêu giúp cho họ phần nào giảm đi nghiệp lực. Thậm chí có những người quá cố vốn sống thiện lương thì không cần cầu siêu họ vẫn có thể về phương Tây cực lạc. Vì vậy không nên quá đau buồn, không khéo sẽ có sự bất hòa trong cách thức giúp người thân siêu thoát. Bạn càng đau buồn thì linh thể của họ càng quyến luyến dương thế, không chịu rời đi. Tôn giả Mục Kiền Liên đã khẩn cầu Đức Phật tìm cách giúp mẹ thoát khỏi cảnh đang đọa lạc, từ đó hình thành nghi thức cầu siêu. Cầu siêu là gì? Cầu siêu trong Phật giáo là một nghi thức cúng tế tụng niệm nhằm tưởng nhớ người thân, bạn bè hoặc một ai đó ta biết mà họ đã mất. Tưởng nhớ và cầu nguyện chí tâm giúp họ yên nghỉ hay siêu thoát về cõi lành. Tụng kinh cầu siêu cho người chết tại nhà là một hành động thể hiện sự tri ân, thể hiện lòng thành của gia quyến đối với ông bà cha mẹ tổ tiên. Cầu có nghĩa là mong muốn, siêu là siêu thoát. Cầu siêu có nghĩa là mong muốn cho linh hồn người mất sớm được siêu thoát. Nếu còn đang bị đọa đày ở cõi ngạ quỷ hay súc sinh sẽ sớm giảm được nghiệp tội. Nghiệp này cũng là cơ duyên cho gia đình và bạn bè đồng thuận mối quan hệ với người đã mất, để đồng thuận tưởng nhớ người đã mất. Cầu siêu chính là cầu cho vong linh người đã mất sớm siêu thoát về cõi lành, về phương Tây cực lạc. Bàn về siêu thoát có hai phần, phần xác và phần hồn. Thân xác này là thân tứ đại, thân này từ cha mẹ, từ đất nước gió lửa. Người đã mất, thân giả tạm này sẽ về với cát bụi. Dù có cố giữ hay bảo quản như thế nào thì cái xác này cũng sẽ trở nên vô hồn và lạnh lẽo và cả đáng sợ. Nhưng phần hồn sẽ luân hồi. Khi hồn lìa khỏi xác, linh thể sẽ đi lên, đi xuống hoặc ở lại cõi dương. Nếu một người trong đời sống quá khứ tạo nghiệp ác sẽ bị đọa xuống ba đường ác. Nếu họ tạo nghiệp thiện sẽ về cõi trên. Trường hợp không lên, không xuống mà còn vất vưởng tại trần thế này chưa siêu thoát được có thể do tâm nguyện chưa hoàn thành. Vì vậy chỉ có người tại thế mới có nhiều cơ hội dùng công đức và sự chí tâm của mình để khấn nguyện cho linh thể sớm siêu thoát về thế giới linh hồn và tái sinh. Là người tại thế muốn chính bản thân mình sau này mất đi sẽ vãng sanh về cõi lành, bạn cần tinh tấn tu tập, tâm ý này nghiêng về hướng thiện, tin vào nhân quả và tu tập sẽ có được chánh niệm, tự khắc sẽ có chánh tư duy và chánh kiến. Tức bạn có tâm an tịnh, biết rõ việc mình đang làm là chân thiện, không oán giận bất kỳ ai, tự khắc trong mọi việc bạn sẽ có niềm tin đúng đắn, cái thấy đúng đắn, từ đó tâm ý viên dung. Để về cõi lành thì tâm bạn phải lành, để hưởng phước đức ở hậu vận, ở đời sau bạn phải biết bố thí. Thọ mạng, tiền bạc từ đời quá khứ mà có, nếu bạn định tâm, chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình sẽ thấy được rất nhiều điều không thể lý giải, chung quy cũng từ nhân quả báo ứng. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không, nhân quả không ngừng luân chuyển, nhân biến thành quả, quả lại hóa thành nhân, trồng hạt nào ra quả ấy, cây lớn lên nghiêng về bên nào sẽ ngã về bên ấy. Nếu ngày ngày bạn nguyện cho chúng sanh được an lành, bạn là người đầu tiên được an lành, tự khắc bạn có được năng lượng an lành để truyền tải, để hồi hướng đến người người. Nội dung chia sẻ có điều chi sơ suất, mong các bạn mở lòng thông cảm. Là người hành nghề thuật số, cha biết bao lá số, biết rõ rằng phước báo là có từ nhân quả, nên Khải Toàn dành phần lớn thời gian tu tập, nghe pháp, hành thiền. Những video chia sẻ trong kênh không ma mị, không hù dọa, chủ yếu chia sẻ về phong thủy, Phật pháp và thiền định. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, nhưng gốc rễ vẫn là tâm của bạn. Muốn tiêu trừ tham sân si mạn, bạn phải cần tu tập.
Tu là gì? Tu là chỉnh sửa, là bồi đắp cho tâm, giúp tâm ý viên dung. Vận mệnh đương nhiên là có. Khải Toàn đã tra hàng ngàn lá số mệnh lý. Cuộc đời con người giống như ta mở một quyển sách có sẵn kịch bản, nhìn vào tướng tai, tướng mặt, xem sinh thần bát tự. Những người tinh thông thuật số đều có thể luận đoán được cuộc đời của một con người hoàn toàn chính xác. Vận mệnh, thọ mạng của bạn, tiền bạc của bạn từ đâu mà có? Nếu bạn định tâm, chiêm nghiệm lại sẽ thấy được rất nhiều điều không thể lý giải. Có khi kiếm tiền rất vất vả, có khi kiếm tiền rất dễ dàng đến không ngờ. Có nhiều người ta tốt với họ, ta moi hết ruột gan của mình trao cho họ nhưng họ luôn làm ta thất vọng. Lại có những người tự dưng rất tốt với ta. Tất thảy những điều này là do nghiệp lực đời quá khứ. Người ta tốt với họ nhưng làm ta thất vọng là do ta nợ họ. Vì vậy, vận mệnh do nghiệp lực những đời trước cho ra định số ở đời này. Nghiệp ác, nghiệp lành không ngừng luân chuyển và cấu thành vận mệnh của một con người, điều mà người ta hay gọi là số phận. Đã là số phận thì không thể xoay chuyển, có phải vậy không? Điều này phụ thuộc vào sự khai ngộ và sự bồi dưỡng phước đức ở đời hiện tại của mỗi con người. Chính vì sự việc có tăng có giảm, ngày ngày bạn tạo nghiệp thiện, phước đức của bạn sẽ được bồi đắp, nó không đến ngày. Giả dụ bạn tập gym hay bạn trồng một cái cây nào đó, bạn bồi đắp mỗi ngày sẽ mất một thời gian khá lâu mới có thể thấy được thành quả. Có vị hỏi, vậy nếu mỗi ngày bản thân của tôi tạo nghiệp thiện, ngày qua ngày bố thí, không ngừng bồi đắp phước duyên thì có thể xoay chuyển được vận mệnh đời này hay không? Vâng, có thể. Mức độ tăng giảm nghiệp không lớn, nhất là không xoay chuyển được tức thời, nên vẫn có thể tính ra được vận mệnh của bạn. Để vận mệnh của bạn thay đổi hoàn toàn, bạn phải thực hiện những điều trên trong tâm thái không mưu cầu. Làm việc tốt không mong hồi đáp. Nhân ở đời trước, nghiệp ở đời này, vận mệnh cá nhân là vậy, của gia đạo có gia vận, vận thế của một vùng, vận thế của quốc gia cũng như vậy, đều từ nhân quả báo ứng. Kiếp hung hỏa phúc của con người hay của thế giới đều do định số. Mất cả ngàn năm để hình thành một khu rừng, nhưng khi con người chỉ cần một năm có thể đốn hạ cả khu rừng. Công nghiệp phát triển, khí thải tăng lên, trái đất nóng lên, lẽ dĩ nhiên thiên tai sẽ nhiều hơn. Hỏa tai, thủy tai, phong tai, các loại tai họa này do con người ở đời quá khứ. Định số này không phải do thần linh, cũng chẳng phải do Phật định cho bạn. Thế ai đã định cho bạn? Vận mệnh của bạn do chính bạn tạo tác, vận mệnh của gia đạo do cả gia đình tạo tác, vận mệnh của quốc gia, cả quốc gia tạo tác. Khải Toàn ví dụ về mạng xã hội hiện nay, đến khi nào chính phủ nơi bạn sống, đến khi nào gia đình ở chính bạn không đề cao, không bồi đắp giáo dục, không bồi dưỡng văn hóa dùng mạng xã hội cho con cháu, thì lứa trẻ sẽ còn những hiện tượng chê bai, tôn sùng cái xấu, cái thị phi, sẵn sàng khẩu chiến với những người không quen biết như hiện nay. Nghiệp lực là do bạn tạo tác, có thể thấy ngay trong đời này. Con cái khi còn nhỏ thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu sự gần gũi, thiếu tình cảm của cha mẹ. Khi chúng lớn lên, chúng đi cả năm trời, không hỏi thăm một câu, không một cuộc điện thoại. Điều đó là lẽ thường, vì trong đời quá khứ chúng nghĩ rằng chúng bị bỏ rơi. Dù trong quá khứ bạn làm việc vất vả kiếm tiền nuôi con, ăn học, dù bạn cực khổ cam chịu nhưng con không hề hay biết. Con cái hiểu đúng thì tốt, hiểu sai thì sửa. Con cái hiểu nhầm do tạo tác của chính bạn, do hoàn cảnh duyên sinh. Làm con có thể bỏ cha mẹ, nhưng bậc làm cha mẹ không thể nào bỏ con cái. Bạn giáo dục chúng ra sao thì sau này chúng ảnh hưởng một phần từ bạn. Cổ nhân có câu, có văn hóa tức có giáo dục tốt. Nếu được giáo dục tốt, tuy nghèo không nghèo quá ba đời, tuy nghèo nhưng có được sự chân thiện, được giáo dục tốt là sự bồi dưỡng phước, là nền tảng cho con cháu chọn cách sống tạo phước đức. Ngược lại, con cháu không có giáo dục tốt, tuy giàu cũng không giàu quá ba đời, trước sau gia vận sẽ suy bại vì tổn giảm phước. Mệnh bạn không có tài, đời này bạn bố thí lại tiếc của, đối với bạn đồng tiền đi liền khúc ruột. Có thể hậu vận của bạn sẽ có tiền nhưng vô cùng vất vả, thậm chí bị tranh đoạt giành giật mới có được. Mệnh của bạn không có tài, đời này bạn lại muốn có tiền của,
ngay từ hôm nay hãy tu tập pháp bố thí. Bố thí trong vui vẻ, kêu gọi mọi người cùng bố thí với bạn. Mai ra hậu vận của bạn sẽ có tiền của. Vì bố thí là nhân, quả báo là tài phú. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, bạn cũng đã hiểu được vạn pháp giai không, nhân quả bất không, tức nhân quả luân chuyển không dừng. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.